Hôm nay thì Nhi đang có mặt tại chùa Hội Khánh, thì sáng nay bên nhà hàng của Nhi có nấu một cái tiệc chay, à, cô dâu chú rể luôn nè, một tiệc chay cho cô dâu chú rể đây, đây chụp hình chưa? Chưa. Đi đi ra, đi ra chụp với mấy cô đi, phải đứng. Ừ, y ngắn mà, y ngắn. Vậy hả, tội nghiệp nó vậy. Không sao nhưng mà đẹp. Đây cô dâu chú rể nha cả nhà. Trời ơi, lộng lại. Quay TikTok. Không, quay YouTube. Quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy thì ngày hôm nay á, là tại vì ở chùa Hội Khánh là bé Nhiên sẽ làm một cái lễ hằng thuận vào buổi buổi trưa, buổi sáng nay. Cho nên là tụi Nhi sẽ hỗ trợ bé trong cái khâu là nấu ăn để phục vụ cho tiệc đó, tiệc chay. Và ngày hôm nay lễ hằng thuận thì mình nấu như là 17 bàn cả nhà. Lát nữa Nhi sẽ dắt cả nhà xuống bếp để mà mình tham quan luôn. Đó, và xong cái ngày lễ hằng thuận ngày hôm nay thì ngày mai là có một cái tiệc cưới tại nhà hàng của bé, cũng là đại chay luôn cả nhà. Nói chung là lần này Nhi rất là vui bởi vì gia đình ba mẹ bé Nhiên nè, cả gia đình luôn đó, có cái tâm nguyện là tổ chức một bữa tiệc chay ấm cúng. Đa số các buổi tiệc của bé thì từ bữa đám hỏi, lễ hằng thuận cho và đám cưới ngày mai, tất cả hoàn toàn đều chay hết. Và bên Nhi thì phụ trách nấu hết ba cái tiệc này cho bé. Và Nhi sẽ dắt cả nhà xuống bếp để coi coi đội hình bên tòa hủ phố làm tiệc như thế nào ha, cho cả nhà coi hậu trường. Và cái tiệc này thì bên chi nhánh 1 nấu thôi nha. Và chi nhánh 2 là chuyên về buffet chay. Bên Nhi 2 chi nhánh thì mỗi chi nhánh nó lại có một cái mô hình dịch vụ khác nhau đó. Người đang tập trung ở phía ngoài để chuẩn bị nói chung là làm lễ bên trong, thì giờ Nhi vô như quay trước sơ sơ cả nhà xem nha. Tại vì Nhi sợ lát nữa làm lễ mình không quay được, tại vì những cái giây phút mình làm lễ nó trang nghiêm á, Nhi sợ không quay được cho mọi người xem cái chánh điện. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Cái này là hoa bên nhà hàng của Nhi. Nhi đem qua đây Nhi trang trí luôn cho đẹp nè. À, đây là ba mẹ của chú rể nè cả nhà. Đây. Là còn áo màu vàng bên kia là ba mẹ cô dâu. Còn giờ này sắp đến giờ cử hành khóa lễ hương hương tại Di Đà Phật. Tam thế nhất thiết chư tôn pháp thế tôn. Thường bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng chứng minh, phần tác lễ hương hương bạch Phật chứng minh cho lễ hằng thuận hôm nay đã thành viên mãn. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức đồng an tòa chứng minh. Xin trân trọng kính mời quý quan khách cùng quan viên hai họ cũng đồng an tòa tham dự hướng và hoàn mãn. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng. Xuất hiện trên trái đất này thì cũng từ ấy tình yêu được kết tinh, duy trì dòng tộc. Ba mẹ không có những lời gì, nhưng mà chúc cho hai con sống cho được răng nanh mặt đầu. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, hôm nay con mong muốn cho hai con được sống trăm năm hạnh phúc. Con cũng cầu chúc trên mười phương chư Phật thầy được phát khởi tinh an, chúng sanh dị độ là tấm gương là trong sáng để chúng con sau đó mà làm. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Hôm nay tôi rất là hân hạnh nghe được cái lời của quý sư thầy mà giảng dạy cho cái tình nghĩa, cái đôi tâm hôn mới và làm những cái điều này. Tôi thấy ai thì không biết, nhưng tôi nay già quá mà tôi tiếc, tôi thấy nếu mà chúng tôi mà còn trẻ chắc tôi cũng
Này kính thưa ông cụ, của nhân đạo Việt Nam, có đôi lúc chúng ta học đòi bác những người Việt, nhưng thật ra người Việt Nam của chúng ta có một truyền thống đạo lý cực kỳ quan trọng, đó là sự tôn kính, đó là sự yêu thương, đó là sự kính trọng của những bậc trưởng và chú thiền. Họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Thanh Vĩ, pháp danh Thiền Niệm, cùng với em Nguyễn Thị Yến Nhi, pháp danh Thiện Nhân, sẽ là vợ của con trọn đời. Kính xin Tam Bảo chứng năm nguyên tắc căn bản đạo đức, làm người Phật tử chân chánh, trọn lòng chung thủy với vợ, tôn trọng, hiểu, an vui và nguyện thực hiện năm bổn phận được Phật dạy trong kinh Thiện Sân. Dạ, kính mong được Hòa Thượng truyền dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sống tốt đạo đẹp đời, xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và xin cầu nguyện cho quý ngài pháp thể bình an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là điểm tựa tâm linh vững chắc cho chúng con cũng như tất cả mọi người. Và sau cùng, con xin cảm ơn ông bà, cô bác, chú thím, cậu dì, bà con hai họ và tất cả các cô chú Phật tử ngày hôm nay đã đến chúc phúc cho ngày vui của hai chúng con. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Phật. Xuống bếp để kiểm tra, bởi vì lát nữa làm lễ xong là mọi người sẽ ra dùng bữa, dùng trưa tại đây. Ở đây là khu vực nhà gỗ, cái khai vị tứ phương này cả nhà. Đây, Hưng đúng không? Hưng xịn qua đây với chị nè. Cái khai vị tứ phương nằm ở trong cái món đầu tiên mà đi chung với dĩa gỏi á. Đó. Đây, cái này hai cái mẹt này á, là giống như là một mẹt với một bàn thôi. Cái này đang bưng ra để phục vụ luôn đúng không? Rồi, hãy cho Hưng qua đi để Nhi giới thiệu cả nhà. Đây nè, cả nhà zoom bên cái dĩa nha. Trong cái mẹt này giới thiệu cả nhà nha. Cái này là chả đùm, xịt lại gần quay cái dĩa nè. Rồi hôm nay là mình sẽ giới thiệu với cả nhà cái mẹt ngày hôm nay mình sẽ có đầu tiên là chả đùm. Trong đây sẽ có tất cả các loại đậu. Đó, chút mình sắn ra bên trong. Ở ngoài thì có tàu hủ ki, nấm mèo với lại nấm đông cô. Còn bên trong sẽ có đậu đó, ăn rất là dinh dưỡng. Còn bên đây là cái món mà đợt Nhi có giới thiệu rồi, là bên Nhi thì gọi là sò điệp chay. Sò điệp chay cái nó dễ phân biệt thôi, vì nó giống ăn nó giòn giòn sực sực đó. Chiên xù đó. Còn cái bên đây nữa mình sẽ có là bánh hỏi nè, với lại nấm nướng đó, nấm xiên nướng. Này các bạn, cả nhà thấy có những cái lỗ không, là xiên vô một cái cây xiên rồi xong rồi rút ra đó, thì nó đụng như vậy. Còn đây là chả giò chiên xù này cả nhà, còn nóng hổi luôn mới làm. Rồi chắc là còi giúp chị cất cái này bên trong nha. Đó, đây phá lấu lên sẵn luôn rồi nè cả nhà. Cái này có thể múc trước được, để vì bởi vì lát nữa mình sẽ để trên bếp á, nó sẽ hâm nóng này nữa. Cái đỏ đỏ bên đây là sa tế, ở trong đây mình sẽ có thêm đậu phộng. Đa số là các loại đậu hũ thôi, đậu hũ hợp cẩm, tàu hũ ki, tàu hũ nhật nè, sò điệp chay mà nãy như có giới thiệu nè, và các loại nấm, rau răm và đậu phộng. Mình sẽ ăn kèm chung món này với lại bánh mì. Đó, đây là pha lấu nè cả nhà. Còn bên đây mình sẽ có món cơm lam, như vui cả nhà xem nha. Đây, cái này màu vàng nè, như cái này là màu vàng nè cả nhà. Đó. Rồi, còn cái này màu trắng, đó, đã được hấp làm chín hết rồi cả nhà, rồi mình chỉ khui ra là mình dùng thôi. Còn cái này là màu cam, rồi đủ màu luôn. Đó, cái này thì mỗi món này thì mỗi người một thanh, kết hợp chung với lại một cây nem nướng đây nè cả nhà, cái này là nem nướng nha, đó, cái này đã được nướng sẵn chín hết luôn rồi, có sốt chút ở trên. Và cái bên đây mình sẽ có cái này là chén muối đậu, và bên đây là đậu phộng. Đậu phộng rang mắm chay. Do cả nhà biết sao không? Thông thường thì một cái thực đơn cho một bàn tiệc chay á, nó sẽ có một món tinh bột đó, một món ăn no, ví dụ như cơm chiên, các loại cơm. Thì ngày hôm nay bên thực đơn ngày hôm nay thì tự nhiên lên món không phải là cơm chiên, mình sử dụng là cơm lam Tây Bắc ha. Thì với một cái thực đơn, một cái tiệc chay, cả nhà có thể là cơm chiên nè, cơm lá sen nè,
rồi cơm hấp nè, rất là nhiều loại cơm khác nhau. Và ngày hôm nay là một cái loại cơm mà Nhi sử dụng, đó là cơm Tây Bắc. Bây giờ các bạn đang chuẩn bị lấy cái bọc ráp để bọc cái ni lông ở ngoài lại để cho tránh cái ruồi á cả nhà. Do nhiều khi á làm tiệc ở ngoài trời thì nó sẽ có những cái gọi là yếu tố nó phát sinh đó, mình phải dự trù thêm cái việc là bảo đảm an toàn vệ sinh. Này đây mấy cái mẹt mà ra rồi nè, đó em mở micro chưa. Này mấy cái mẹt này là giờ xong, cái mẹt nào xong là đem ra đây bọc ráp này nè cả nhà. Cứ cái nào xong là đem ra bọc lại. Lấy đậu đâm lỗ cho lỗ giữa cho nó. Do món này đi đầu á cho nên là bây giờ mình đem ra trước. Ê cái nào nắng quá kéo vô. Kéo. Đây là bộ đồ chấm nè cả nhà. Rồi. Bên đây có bộ đồ chấm luôn. Và đây là hình ảnh hậu trường Nhi quay về lễ hàng thuận của bé Nhiên, cũng như là sau lễ hàng thuận có một buổi tiệc chay như thế này. Tiếp theo thì Nhi sẽ giới thiệu cả nhà luôn buổi tiệc cưới của bé Nhiên, rất là ấm cúng, cũng đãi chay hoàn toàn luôn. Và đây là những hình ảnh được ghi lại sau lễ hàng thuận một ngày. Tiệc cưới của bé Nhiên được tổ chức tại Bình Dương, ở nhà hàng Monami, sảnh B4. Và đây cũng là nhà hàng của bà con, cho nên là các anh chị em hỗ trợ rất là nhiều trong tất cả các khâu. Như có quay sơ cho cả nhà xem ha. Đây là sảnh trước của nhà hàng thì được bé Nhiên trang trí rất là nhiều hoa tươi, tạo nên một cái không gian giống như là Đà Lạt thu nhỏ vẽ cả nhà. Với tông màu chủ đạo là màu hồng, phong backdrop được chụp hình cũng có hình những cây thông, tạo nên một cái không gian giống như là đang ở rừng thông, điểm thêm những cái họa tiết nhỏ như là trái thông nè, hoa khô. Và xung quanh không gian để chụp hình á, sẽ có những cái bàn gỗ nè, xe gỗ, quầy gỗ để trang trí thêm. Thì ở đây cả nhà có thể thấy mỗi không gian đều có thể đứng chụp hình check-in rất là đẹp luôn. Còn bây giờ mình quay thêm hậu trường nấu ăn. Đây là phòng bếp của nhà hàng Monami. Tuy nhiên tiệc của bé Nhiên á, là đã chay hoàn toàn và do bên nhà của Nhi nấu, cho nên là tụi Nhi được sử dụng hoàn toàn cái sảnh bếp này. Và do ngày hôm đó Nhi cũng rất là bận trong nhiều khâu, cho nên là điện thoại là Nhi quăng cho bé trợ lý quay, bởi vậy nó không có được những cái hình ảnh của Nhi đâu. Nhưng mà sẽ có được những cái hình ảnh hậu trường, ekip, các chị nè đang chuẩn bị ra món. Và đặc biệt cái tiệc ngày hôm nay với số lượng rất là lớn là hơn 70 bàn. Và người phụ trách nấu chính đó chính là mẹ Nhi. Và khi nhắc đến mẹ Nhi rất là tự hào luôn, bởi vì mẹ Nhi rất là tuyệt vời. Bởi vì để có một cái buổi tiệc cưới chay ngày hôm đó thành công như vậy, Nhi nói thật là công sức của mẹ nè, rồi cả sự cố gắng của mẹ và tất cả các ekip, các chị hỗ trợ phía sau nữa. Còn về thực đơn, Nhi không có quay được đầy đủ các món, nhưng mà mình quay được món nào mình giới thiệu món đó. Như món này là đậu hũ giấy bạc, ở phía dưới sẽ có đậu hũ non, áo một lớp bột, phía trên là các loại rau củ nè, nấm hầu, mình sẽ quấn thành hình chim thiên nga. Còn đây là dĩa salad bốn mùa, các loại rau củ thập cẩm kết hợp với lại các loại hạt và ngũ cốc, và đi kèm chung với lại cái mẹt khai vị lên đầu tiên ha cả nhà. Thường thì mình sẽ đi một cái dĩa gỏi, nhưng mà ngày hôm nay mình chọn đi salad này để thực đơn sáng tạo hơn, phong phú hơn, cũng như là nhiều giá trị dinh dưỡng kết hợp giữa cái mẹt truyền thống và một cái dĩa salad nó hiện đại. Và trong cái tiệc này có một món súp rất là đặc biệt, bởi vì nấu rất là kỳ công, gồm đến 11 loại trong một tô súp như vậy. Điển hình như là có đông trùng, hạt sen, nấm tuyết, các loại nấm, chả, rau củ, thập cẩm, rất là nhiều thứ cả nhà. Và súp này được đặt tên là súp tơ hồng, nghe cũng vui ha. Và cứ mỗi món ăn nó sẽ có một cái tên gắn kết, nghe nó hợp với lại hỷ sự. Như cả nhà xem ha, ekip nấu ăn là sẽ mặc áo thun màu đỏ, rất là đông luôn. Còn dàn nhân viên phục vụ là của phía nhà hàng Monami. Và món tiếp theo Nhi giới thiệu, đây là món một cái món mà gọi tên nó hơi giống đồ mặn tí xíu là vịt quay chay. Cả nhà thông cảm hen. Nó sẽ có một cái lớp sốt nướng ướp ở ngoài nữa, kết hợp ăn kèm với bánh bao chiên cùng với lại xôi uyên ương. Và thêm một món rất là mới hôm nay tụi Nhi làm cho tiệc, đó chính là cà ri thái xanh. Thay vì cà ri vàng thông thường thì với cà ri thái xanh á rất là ngon cả nhà, bởi vì phần nhân ở bên trong ngoài các loại nấm là nấm tươi hết ha. Sẽ có chuối sáp nè, rồi khoai môn, khoai tây bi,
rồi khoai sọ nữa, rất là nhiều loại khoai khác nhau. Đó là hình ảnh hậu trường của bếp nấu ăn. Quay không được nhiều bởi vì tụi Nhi còn rất là nhiều việc để mà chạy. Phía trên thì Nhi đang giao lưu với anh MC. Anh MC là Vĩnh Hồ, bạn thân của Nhi luôn. Anh hỗ trợ dẫn cho tiệc cưới ngày hôm nay. Và với cái phong cách tiệc chay thì những cái lời dẫn MC, câu chuyện lồng ghép trong tiệc cưới cũng rất là ý nghĩa và xúc động. Cho nên Nhi cũng muốn quay sơ giới thiệu với cả nhà xem qua tham khảo nha. Ta sẽ là những người chứng kiến cùng nhìn lại câu chuyện tình hạnh phúc của cô dâu Yến Nhi và chú rể Thanh Mỹ. Nếu mà nhắc đến tình yêu ba mẹ ơi, hôm nay con rất hạnh phúc vì trong khoảnh khắc thiêng liêng này vẫn có ba mẹ đồng hành với con. Con trưởng thành khôn lớn và đẹp như ngày hôm nay là do công lao vinh dự và hy sinh của ba mẹ khi đang từng bước tiến về bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Con càng nghĩ mà càng thương ba mẹ nhiều hơn. Nếu có kiếp sau, con xin sẽ là con gái của ba, của mẹ. Con cảm ơn ba mẹ vì đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Con thương mẹ. Vĩnh Hồ tin rằng đó là những lời chúc phúc mà đến tận đáy lòng của chúng ta luôn muốn rằng là cặp đôi Yến Nhiên và Thanh Vĩ sẽ có thể đi đến bên nhau đến cuối con đường của hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc phúc cho cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tại như vậy không thể nào thiếu được có mặt trên sân khấu này. Ngay bây giờ đây, Vĩnh Hồ xin phép được mời đại diện của hai gia đình về phía sau. Kính thưa quý vị đang chứng kiến một nghi thức vô cùng lãng mạn của cô dâu và chú rể, rủ hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung, chung thủy, sắc màu tình yêu. Và chúng ta thấy rằng là dù nhau qua bất kỳ một khó khăn thử thách nào trong cuộc đời, để rồi hai bạn luôn chung tay với nhau, luôn tin đầy. Để chứng kiến nghi thức hai bên tham gia gắn chặt tình thân với nhau, và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng uống cạn ly rượu gia bôi với nhau ngay bây giờ được không ạ? Vỗ tay lần nữa lên quý vị ơi. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng nâng ly với nhau ạ. Cô bác cho rằng thân thương kính mến, lời chúc sức khỏe, lời chào tán trọng nhất cũng với vị cũng quan lòng và tương tốt. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì bắt đầu xin phép được mời song ngân của cô dâu và chú rể sẽ quay trở lại vị trí của mình để chúng ta sẽ cùng tiệc hôm nay bên Nhi chọn lên là lẩu lá é, rất là đặc biệt cả nhà, bởi vì kết hợp mùi lá é cho vào lẩu thơm cả gian phòng luôn, và ăn kèm với lại bún gạo lứt nè, rất là dinh dưỡng và nhẹ bụng nữa. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón món quà của em ruột cô dâu là bà Khánh Thiện và em họ cô dâu là Yến Ngọc. Họ sẽ thể hiện điều gì ngay trên sân khấu này? Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Còn đây là một tiết mục đặc biệt em ruột cô dâu dành tặng cho mẹ và chị hai, đã được chuẩn bị trước, và cả gia đình, tất cả mọi người cũng không ai biết là có tiết mục này.
cùng kết hợp với em gái của Nhi nè, hai bạn hát chung. Sau đó thì mời ba mẹ lên để tri ân và tặng quà. Và đây cũng là một tiết mục mà Nhi gợi ý cho các em làm để dành tặng cho ba mẹ của mình. Bởi vì đối với bản thân Nhi, mình nghĩ là trong tiệc cưới, nhân vật chính không phải là cô dâu chú rể, không phải là tụi Nhi, mà ba mẹ mới là nhân vật chính. Bởi vì suốt cả cuộc đời của ba mẹ hy sinh vất vả rất là nhiều, chỉ để ngày hôm nay chứng kiến con mình được nên duyên vợ chồng, thì Nhi nghĩ cái điều hạnh phúc đó Nhi muốn dành đến cho ba mẹ, cũng như là tri ân cho ba mẹ nhiều hơn. Và sau tiết mục cảm động này thì cậu của Nhi cũng đại diện gia đình lên nè để cảm ơn tất cả các quan khách có mặt ngày hôm nay. Dạ, cho phép Đinh Hồ xin phép được mời vợ Kim Anh cũng lên sân khấu ngay bây giờ được không ạ? Con xin phép được. Em làm gì hạnh phúc? Dạ, xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà đến đây dạy cho em tôi. Và tiệc cưới đã được tổ chức rất là trọn vẹn và thành công, đó là cũng một điều mà Nhi, gia đình rất là có nhiều cảm xúc. Bởi vì đây là một cái tiệc cưới đặc biệt được tổ chức đãi chay hoàn toàn và số lượng khách cũng là đông á. Mọi người rất là yêu quý và đến đông đủ, mặc dù là đãi món chay á cả nhà. Cho nên thông qua đây Nhi cũng muốn truyền tải những thông điệp, lan tỏa những cái điều tích cực đến các bạn trẻ nè và đến mọi người nữa. Những bạn trẻ mà ăn chay, ấp ủ tổ chức một tiệc cưới chay thì cứ tự tin mạnh dạn nha. Bởi vì đây là một cái điều ý nghĩa và rất là tốt luôn. Và cả nhà biết là sau tiệc cưới này là bên nhà hàng Nhi á, cũng được mọi người liên hệ đặt tiệc rất là nhiều. Nhưng mà Nhi cũng chia sẻ là bên Nhi á, nhà hàng, hai nhà hàng thôi, nó nhỏ, không lớn. Cho nên là tụi mình chỉ nhận những cái tiệc nào đó lân cận gần Bình Dương thôi cả nhà, chứ không có nhận xa. Bởi vậy rất là cảm ơn sự yêu quý của cả nhà rất là nhiều luôn. Và Nhi cũng cảm ơn nè tất cả các chị đã đồng hành cùng với mẹ Nhi, hỗ trợ với mẹ rất nhiều trong cái tiệc cưới ngày hôm nay, và cũng như là cả hai nhà hàng chi nhánh 1 và chi nhánh 2 tổ hủ phố. Và cảm ơn cả nhà thiệt nhiều đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu yêu thích kênh, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Nhi nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các tập món chay tiếp theo.